hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy. Đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác đến bên kênh xe đạp. Và như giới thiệu những video lần trước thì những thương hiệu lớn của những dòng xe đạp, những thương hiệu Mỹ, những dòng Czech, các sổ Line, Phantom, và đây là một mẫu của GT, GD Time. Trong đó có mẫu của GD Time bên em mới về, full carbon với cái tông màu xanh trắng, dành cho những bác ưa thích những cái màu sáng. Mẫu cao cấp của GD Time model R700 GD Time đến từ thương hiệu Mỹ, full carbon. Và bây giờ xin mời anh đến tổng thể những chiếc xe. Vâng, trên khung mình các bác, đây là cái mẫu dòng xe đạp đến từ thương hiệu Mỹ, rất là nổi tiếng về dòng xe đạp road GD Time với cái tông màu trắng xanh. Thì trước đây em đã có vụt về chiếc cái tông màu đỏ trắng, thì đây em về một chiếc mới với cái tông màu xanh trắng. Và xe cũng rất là ít sử dụng, qua sử dụng ngồi nhưng mà xe rất là đẹp bác nhé. Tổng thể xem đánh giá là 90-95% xe. Thì trên khung xe đây thể hiện rõ cái dòng chữ full carbon và Roman, dành cho xe đạp thể thao, dành cho nam giới, full carbon. Đây cũng là một trong những cái mẫu xe đánh giá rất là cao về cái dòng xe đạp thị trường châu Âu. Lớp sơn rất là sáng và bóng nhé. Bên ngoài sơn vẫn còn phủ một lớp sơn bóng trên khung hình các bác đây. Xe mới chỉ sử dụng lướt qua thôi, xe còn rất là đẹp. Cũng như các thương hiệu Mỹ như dòng Czech, các sổ Line. Thì thương hiệu GD Time cũng là một trong thương hiệu lớn về dòng xe đạp thể thao. Khung carbon. Càng carbon. Và cái model lần này giới thiệu các bác là cái model R700. Thì như những video trước em giới thiệu, thì cái model R700 này là cái model cao cấp của dòng GD Time. Có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng model R700. Và cái thương hiệu R700 này là thị trường là được xuất sang thị trường Canada. Thì ngay trước xe có sự biểu tượng của logo của dòng, của lá cờ của Canada. Cổ phốt ghi đông chính hãng theo xe, cổ phốt ghi đông nhôm với bản theo xe. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Bên trái em bên tầng đi tầng lip. Cổ phốt và ghi đông xe làm từ hợp kim nhôm 6061 alloy. TF thì như các biết thì những dòng nhôm cao cấp, dòng nhôm siêu nhẹ là những xe thể thao có nhôm 6061 rất là cao cấp. Bên phải em được trang bị với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Càng carbon, may ơi của Vutega, vành nhôm hai lớp, vành đĩa chính hãng của đồng đốt xe đua của Zero, design của Italy. Các bác nhìn cái vành xe đạp bên rất là ít sử dụng đâu mà là gần như cái má phanh của nó rất là còn gần như là nguyên, và cái vành xe rất là sáng. Kích thước lốp là 700x23C, kích thước lốp cơ bản của những dòng xe đua thông thường, rất là dễ thay thế cho các bác. Mẫu GD Time thương hiệu Mỹ, model R700 full carbon, gạt đĩa chính hãng của Shimano Sora, đùi đĩa chính hãng của Shimano Sora, đùi đĩa đen nguyên bản theo xe. Cọc yên nhôm, khi nguyên bản theo xe cũng rất là mới. Khi có một vài vết rách nhỏ trên cái yên xe này thôi, nhưng tổng thể cũng không ảnh hưởng gì đến xe cả. Thì vì xe cũng còn sử dụng rồi đúng không? Củ đà Shimano Sora. Và bây giờ em xin đo chiều cao thông số sai đứng của khung xe. Vâng, em đo chiều cao khung đứng của khung xe là size 46. Thế các bác cao từ 1m6 đến 1m67. Đằng sau xe cũng sử dụng với
vành nhôm hai lớp chính hãng của Zero. Bây giờ xin mời đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với full group chính hãng của Shimano Sora. Lên lít. Xuống lít. Và xích lít còn rất là mới các nhá. Chuyển động rất là trơn tru và mượt mà. Bên phải em là bên 3 tầng đĩa, đùi đĩa chính hãng của Shimano Sora. Đặt đĩa Sora xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, rất là trơn tru mượt mà. Và đây có mẫu dòng xe road, dòng xe đua cao cấp full carbon và đê tham. Thương hiệu Mỹ. Màu xanh trắng dành cho các bạn ưa thích cái màu tông màu sáng. Model R700. Full group Shimano Sora. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Gretham thương hiệu Mỹ với bộ khung full carbon và nguyên một group chính hãng của Shimano Sora. Và xe giá rất tốt bên em là 10.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe nào, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mời hẹn gặp lại vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây, kiên đồ cũ đấy. Lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.